Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Dạo gần đây thì dòng máy xúc Kobelco SK75UR-5 này đang thịnh hành, đang làm mưa làm gió. Vậy thì ở cái dòng Kobelco SK75UR-5 này nó có cái đặc điểm gì hot, có cái điểm gì nổi bật và tại sao nhiều người lại sẵn sàng chi trả một mức giá cao để sở hữu được cái con này? Thì video này mình sẽ giải đáp cho các bạn. Thứ nhất, con này là con UR-5 phiên bản đời 2011. UR-5 thì nó có rất là nhiều phiên bản các bạn ạ, 10, 11, 12, 13 có. Đấy. Để sở hữu được một con Kobelco UR-5 này thì các quý khách của chúng ta sẽ phải móc hầu bao chi trả đâu đó khoảng 700 triệu đồng trở lên. Đấy. Một số tiền không hề nhỏ. Thế nhiều người lại hỏi là đối với một con máy xích gầu 03, 04 như thế này thì cần gì phải đầu tư một mức tiền nó quá cao, cụ thể là hơn 700. Với 700 đấy tôi mua được hai con máy cũ, máy dân dụng. Mà hai con đấy sau này bán đi tôi cũng vẫn có tiền thì việc gì phải dùng con này quá đắt. Đấy. Thì mình sẽ phân tích đơn giản cho các bạn sau. Với một số tiền đâu đó khoảng 700 triệu đồng, các bạn sở hữu được đời khoảng 23, 21 chẳng hạn. Đấy, như con này các bạn cũng biết rồi, mua độ khoảng tầm 700, hơn 700 một tí. Thì khi mà mua tầm 700, hơn 700 rồi thì con này các bạn về làm khoảng 350 một giờ. Một tháng các bạn làm đều thì sẽ kiếm đâu đó được khoảng 30 triệu. Thì trung bình khoảng 2 năm là các bạn gỡ được con máy này. 2 năm sau các bạn bán con máy này thì cũng phải được tầm 450 trở lên. Đấy, hoặc là thấp hơn một chút. Đấy, thì có phải là khoảng 2 năm thì các bạn sẽ gỡ lại được vốn. Và lúc đó mình bán thì nó cũng được một số tiền cũng tương đối rồi. Với một số tiền bỏ ra khoảng 700 như thế, sở hữu một con máy bãi như thế này thì khoảng 2 năm các bạn không phải đụng chạm đến sửa chữa gì. Đấy. Nếu như dầu mỡ đầy đủ, thợ vận hành ngon, bảo dưỡng máy móc định kỳ thì làm con này 2 năm không bao giờ phải suy nghĩ gì các bạn ạ. Như thế có phải là rất là tiết kiệm đúng không? Vậy thì nếu như mình sở hữu một con máy khoảng 300 triệu thì khoảng 2 năm nữa thì cái giá trị của con máy đấy nó lại càng xuống đi nữa. Chưa kể là máy cũ làm trong một thời gian tới nó sẽ bị hư hỏng rất là nhiều chi tiết. Tiền sửa chữa, tiền thay thế nó cũng tốn khá là nhiều. Đấy. Nhưng mà dĩ nhiên cái sự đầu tư thì lại phải phụ thuộc vào mỗi người, không có ai giống ai. Đấy. Hiện tại thì dòng 75-5 này thì đang rất hot. Hiện tại thì ở chỗ mình và bán kính khoảng 5-7 cây trở lại thì đang có 3 con siêu phẩm này. Con này là con siêu phẩm 11, một con siêu phẩm 11 nữa và một con mới nhất gần đây là con đời 2013. Đấy. Nếu như nhìn vẻ bề ngoài vậy thì các bạn rất là khó phân biệt được đâu là máy của ông nào, đâu là máy của chủ nào, vì ba con đều không có dán số điện thoại. Nếu như mà mình chỉ để ý các chi tiết bên ngoài, nếu như để ý kỹ thì sẽ phân biệt được đâu là con của ông chủ nào, đâu là con máy của ai các bạn ạ. Đấy. Vì là dòng 75-5 này thì hầu như giống nhau. Tiếp theo con này có đặc điểm gì nổi bật? Con 75-5 này thì lên đời cao rồi. Thì dầu mỡ thì nó sẽ cũng ăn không nhiều. Đấy các bạn ạ, dòng này thì lợi dầu, máy khỏe. Đấy, bản này là bản có ben. Đấy, ở trên cần nó có rất nhiều cái van chống tụt này, rồi các cảm biến hạn vị này để giúp cho là máy nó có thể hoạt động cảnh báo khi mà vào cần sát quá, hoặc có thể là cài đặt để chuyển sang những cái chế độ là hạn chế cần, hạn chế nâng này,
hạn chế ra vào cần này. Đấy, có rất là nhiều cái hay gọi. Thì để sở hữu được con này thì các bác của chúng ta thì cũng phải khá là tốn kém để đầu tư. Nhưng mà đầu tư thì rõ ràng nó sẽ có hiệu quả. Đấy. Như con này về mà làm thì hiện tại chỉ có đổ dầu và làm thôi. Có rất nhiều con mà các bạn nhìn xa mà nó tựa như thế này này thì là nó là đời thấp hơn. Đấy, là đời trừ 3. Đấy. Còn nếu mà cái cabin kiểu tròn tròn như kia thì là lên trừ 5. Đấy. Phiên bản là 2011 chấm long lanh như thế này cơ mà. Con này làm thì tùy từng nơi. Có nơi làm 38, có nơi làm 350 một giờ. À, một con máy phải nói là xứng đáng đồng tiền bát gạo để bỏ ra nó đấy các bạn ạ. Êm ru luôn. Đấy, con này mà đi làm thì cả thợ lái đến ông chủ đều nhàn nhã. Thợ lái thì không phải vất vả nắng nôi vì có điều hòa. Còn ông chủ thì cũng không phải nghĩ đến cái việc là sửa sang máy nữa. Đây, khỏe cực luôn. Cứ những cái dòng này thì nó chỉ san sơ sơ thôi các bạn ạ. Gọi là chỉ san, gọi là tạt cái đầu ngọn thôi. Còn bao nhiêu là nó dùng thẳng ben nó đẩy luôn. Hầu như dòng này thì gầu của nó chỉ có 4 răng thôi các bạn ạ. Đấy, không có 5 răng. Gầu nhỏ nhưng diện tích lòng nó sâu. Con xe này đấy cổ là con mấy nhỉ? Điểm xe con này lấy con mấy nhỉ? Dạ. Điểm xe con đấy đổ là con bao nhiêu? 89. 89 biển đầu. 89 K. 5954. Daiko cần 3 khúc. Dòng Kobe này thì là trước giờ thì được mệnh danh là quay rất là nhanh các bạn ạ. Lên đến trừ 5 này nữa thì nó quay còn tít mù. Đấy. Nhiều người thì còn sợ chóng mặt khi mà lái con này vì khả năng nó quay quá nhanh các bạn ạ. Con này nếu như đi làm công trường thì bao giờ cho nó học. Vậy nên là cái dòng này hiện tại đang được rất là ưa chuộng và rất là nhiều người mua con này các bạn ạ. Dĩ nhiên là không phải ai cũng có thể lựa chọn cho mình được một con máy đẹp, một con máy ngon. Đấy. Nhìn thì nó giống nhau cả, nhưng quan trọng là chất máy, chất xe. Đấy. Thì qua một vài phút vừa rồi thì các bạn cũng có thể hiểu được sơ qua tại sao cái dòng máy 75-5 này hiện tại đang hot và làm mưa làm gió trong vòng một thời gian gần đây. Hy vọng là một phút nhỏ nhoi vừa qua các bạn có thể biết thêm thông tin về con này. Mình sẽ sớm review về dòng 75-5 này cho các bạn cùng xem.
Đấy, video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.